Du lịch kỳ thú đã quay trở lại để khám phá những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cuốn hút, những nét văn hóa thú vị và đặc sắc, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và đầy màu sắc, gặp gỡ những con người thân thiện và hiếu khách, lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy sẵn sàng và chuẩn bị lên đường cùng chuyến du lịch kỳ thú với Winner và Việt Thị để khám phá tỉnh Akita xinh đẹp và đầy lòng mến khách này. Thuộc vùng Tohoku nằm ở phía bắc Nhật Bản. Akita có diện tích đứng thứ 6 Nhật Bản với 979.765 dân sinh sống. Akita có nhiều cảnh quan đẹp, các lễ hội văn hóa đặc sắc và các món ăn ngon. Ngoài ra Akita còn nổi tiếng về loài chó Akita. Hãy cùng du lịch kỳ thú khám phá và trải nghiệm Akita. Giữ khoảng cách nào. Hello. Suối hả? Ôi mát thế. Mát thế. Con gì vậy? Con gì vậy? Hey. Hãy chờ em anh nhé. Hãy chờ nhau sắp lại. Oh wow. Nụ hôn như bất cha đi đã đi đã ngọt ngào như vô tình bu 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 yêu anh ngàn lần hơn nữa nào để trái tim yo hey. Ba lô trên vai đưa chân tôi đi ăn hai bên đây bên kia khám phá những chân trời xa bước đi dưới ánh mặt trời bước trên những ngày dương xanh rực rỡ nơi nào tôi đi nơi nào tôi đến đừng nếu không còn những bước chân của sự buồn mệt you will never know if you never go. Arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimashita. Trời ơi, bức hình. Anh hướng đúng hướng luôn á. Em không chắc không hướng. Đâu, em đi chị. Hai vậy thôi mà, trời dễ thương mà. Vui. Tomo. Hai. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Okatta ra, sign o kaite itadakitai n desu kedomo. Hai. Hai. De, kyou notte mite dou deshita ka? Dạ có, rất là vui luôn ấy. Và nó có cảm giác rất là mới chứ không phải giống như xe chạy xe đạp bình thường mà. Rất là mát. ですか。じゃあそういったこともちょっとここに一緒に書いていただければ。 Em ghi trước cho nha. Ok, ghi trước. Cảm ơn. Yeah. ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 Yeah. Thì bây giờ hiện tại là Winner và Việt Thi đang đứng tại bãi trượt tuyết Ani. Nhưng mà tại vì là thời điểm bây giờ bọn mình đang đến thì nó không có tuyết. Nhưng mà chúng ta có một cái hoạt động khác, đó chính là chúng ta sẽ được đi cáp treo. Tại vì hôm nay chúng ta đi cáp treo sẽ được thấy toàn cảnh thành phố Kita Akita. Bây giờ chúng ta sẽ vào mua vé nha. Đi thôi. Let's go. Núi Moriyoshi, khu trượt tuyết núi Moriyoshi Ani Ski Resort với độ cao 1.454m so với mực nước biển. Núi Moriyoshi đã được chọn là một trong 100 ngọn núi nổi tiếng của Nhật Bản nhờ có thảm thực vật núi cao phong phú. Bạn có thể thưởng thức phong cảnh tráng lệ từ trên đỉnh núi với khoảng 15 phút đi bằng cáp treo gondola. はい。はい。はい。あ、はい。わあ。
Ồ, ở trong này có rất là nhiều cái thùng, gọi là thùng cáp treo à? Nó là cáp treo. Ờ. Nó cũng giống ở Việt Nam á, nhưng mà chỉ có cái ở Việt Nam nó sẽ nhiều màu sắc hơn. Đúng rồi. Màu đỏ, màu xanh nước biển này nọ. Nó có vẻ hơi chậm nhỉ? Anh mới thấy, anh biết gì không? Tại mình đi đó nhanh. Mùi cao lắm ấy, cao lắm á. Không có không cao lắm đâu. Chưa nhìn thấy hết cho nên chưa biết có đẹp hay không. Mới nhìn một chút xíu. Kìa, đây mình này là mình đường đi này, kia đường về. Ngồi được một lúc thì Winner với Việt Thi vừa phát hiện ra là ở đây có một cái như kiểu không biết là cái gì ấy. Cái lỗ thông, ở bên cạnh đó là có một cái bộ đàm như kiểu là để thoát hiểm, cứu hộ ấy, là khi mà mình có chuyện gì xảy ra là mình sẽ ấn vào cái nút này, xong rồi kêu cứu help me. Ở đây Hello Kitty, để cho mọi người biết, để mọi người có thể thấy là trên đó rất yêu trẻ em, để cho trẻ em nó nhìn nó á nhìn nó vậy có cả gấu kìa, gấu khuyết à? Ờ đúng rồi bà cái gì khuyết gì anh chỉ nhớ là khuyết, tại vì nó là trăng nên anh nhớ khuyết. Ủa cái gì nó là con bò hay con trâu vậy, sao nó đen thui vậy, con trâu dạ. Con bò không thấy rõ được luôn á. Lúc nãy là mình đi vòng đi lên, còn bây giờ mình sẽ đi vòng trở về. Thì theo như thông tin Việt Thi được biết là độ cao nhất của cái cáp treo này là khoảng 1.454 m. Còn cái cáp treo này là dài 3.5 km. 3.5 km đi, 3.5 km về là 7 km. Sao? Nãy giờ mình đi 7 km. Rồi sáng nay mình còn chạy xe đạp 3.6 km nữa. Theo như anh thấy thì coi bộ là mình đi cũng khá nhiều rồi. Đi nhiều á. Đấy. Nhưng mà cảnh ở đây rất là đẹp, cho nên là nếu như mà bạn nào mà có thích á thì mình cứ đi thôi. Cứ đi thôi mọi người, cứ đi thôi. You will never know if you never go. Yeah. Ok. Hey, arigato gozaimashita. Vậy là hành trình của Winner và Việt Thi ngày hôm nay đã đi được 10.6 km rồi. Nhưng mà hành trình của tụi mình vẫn chưa kết thúc, tụi mình vẫn còn đi nữa. Mọi người hãy theo chân Winner và Việt Thi đi tiếp nha. Go! Con này nó ngoan hơn. Con này nó ngoan hơn, nó không sủa. Ôi, nó to thế. Nó ghét thiệt đó. Nó cho nó ăn mà nó không chạy. Em sợ. Không tin vào anh Winner nữa thật sự. Anh đi. Anh xin lỗi. Đây đưa đây, em cho nó ăn. Nó cọc cái gì? Pokuto. Wow. Trời. Chú luôn luyện chó. Dễ thương quá. Bên này cơ mà. Và bây giờ Việt Thi và anh Winner đang đứng tại một cửa hàng làm dao Nishinouchi. Hiện tại là đang rất là nổi tiếng ở thành phố Kita, Akita. Mà anh nè, anh có thấy em có gì lạ không? Em có một cái chú chó tên là Akita, anh nhầm là chú chó Akita. Đúng rồi, bởi vì là hiện tại là em rất là thích chó Akita luôn. Cho nên lúc nãy khi mà ở trong cáp treo thì Việt Thi đã lại quầy lưu niệm để có thể mua được chú chó này. Lúc nào vậy? Bí mật. Không dù anh. Ai biểu, anh không có trong đó làm chi. Bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu cửa hàng này nha. Okay. Hi, sumimasen. Hi. Konnichiwa. Dạ, con chào bà ạ. Tụi con hiện tại là tụi con đang đến từ chương trình du lịch kỳ thú và tụi con biết được là đây là một cửa hàng mà làm về dao săn rất là nổi tiếng. Thì không biết là bác có thể giới thiệu cho tụi con về những dụng cụ ở đây được không ạ? Wazawazai rashite kudasai mashite. Arigatou gozaimasu.
Cửa hàng giao thợ săn Nishine Uchi Hamono Sesakuso được biết đến là nơi trưng bày và lưu giữ lại các vật dụng và thiết bị của ông chủ đời thứ ba để lại trước khi qua đời. Đây là nơi do chính vợ của ông đã mở ra để tưởng nhớ về ông, cũng như có thể giới thiệu cho mọi người biết về công việc làm dao cho thợ săn là như thế nào. この錆びてますけども。Thì là lâu đời lắm, 150 năm trước. Đây cũng là một cửa hàng mà kiểu có vẻ rất không chỉ nổi tiếng nữa mà còn rất là lâu đời nữa rồi. Bà ơi, hình như là ở đây mình không còn hoạt động máy móc nữa hả? こちらの工房は使ってません。これ日根正竹って名が売ってあるんですけども、今作ってる方が4代目なんです。3代目の方がのマタギでしたので、それで使いやすく仕上げたのがこのマタギ長さなんです。Vậy là những máy móc này hiện tại là không còn hoạt động nữa. Anh nhìn thấy không? Thật sự rất là cũ luôn á. Bác ơi, con không biết là cái máy to to này là mình dùng để làm gì vậy ạ? これは地金と刃金、くっつけるために使う機械なんです。Hình như là mấy cái máy này sau khi bây giờ không sử dụng nữa, hình như là bà có để lại để nguyên vẹn hiện trạng như thế này để kiểu như là làm một cái bảo tàng. Là một cái bảo tàng nhỏ nhỏ ở đây đúng không ạ? そうなんです。これが実際にマタギを経験して、うちの人が仕上げた刃物ですので、それでマタギ長さって銘が売ってあるんですけども、これ、マタという字に点が売ってあるんです。刃物にも売っていますけども、これマタという字に点が売ってあるんです。これはマタギの人たちが険しい山に入りますので、間を切る刃物としても、そういう意味も、魔物の間。Hình như là đây cũng là một cái để mình bỏ con dao vào đó đúng không ạ? Để cho nó không, chẳng hạn như mình đem đi đâu thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó không có bị nguy hiểm. これはサヤです。刃物を入れるサヤ。Dạ, vậy cho con hỏi là cái cửa hàng mà bây giờ mình đang vẫn còn đang hoạt động là nó nằm ở đâu ạ? ここからクリームまで15分ぐらいかな。あ、2枚台になります。Bọn con không thắc mắc một chút xíu là bà là gì đối với cái thế hệ thứ ba của cái nghề này ạ? Chân đây mình nói. Quốc sản đấy. Cho con có thể hỏi thêm một lần nữa là đây có phải là ông không ạ? Có thể, so this. Vậy trong cái tấm hình bên cạnh không biết là có ai ở thế hệ thứ ba không ạ? Có nè, có ông nè, em thấy có ông nè. Thế hệ thứ tư chứ nhỉ? Thế hệ thứ tư. Đó là liều hiệu cây nhà mình đã sáng tạo nó. 昼時日本列島で NHK さんで紹介していただいた生放送で向こうの工場とうちの工場それから座敷熊鍋で放送した時の写真なんです。いないです。この方たちはマタギの人たちですので。Bà bây giờ mình ngừng hoạt động ở đây rồi ạ. Vậy thì mình bà làm gì ở đây ạ? このマタギ長さのご縁で知り合った皆さんとマタギ長さってこの四文字の込められたマタギの魂っていうんですか。そういうのが生きてる刃物なんです。このマタギの人たちはとっても人の輪を大事にする集団ですので、それで何て言うんですか、皆さんとの巡り合い、それに感謝しながら、自分でも感動してしまうんです。今うちの人がいないのに、皆さんのような方もまだ見えてくださって、いろんなところから見えてくださって、お客さんがお客さんを呼んでくださって、人の輪の財産を残してくださったんです。Vậy cho con hỏi là cái đời thứ tư ạ, là có mối quan hệ gì với bà? Chú đại の弟の息子さんなんです。親戚なんです。その人にだけ長さ作り指導しましたので、それで今四代目さんが作っていただいて、販売はこちらからなんです。Vậy bà ơi, bà có thể dẫn tụi con đi tham quan một vòng ở đây và bà có thể nói về cho tụi con một xí về những cái lịch sử của những cái máy này không ạ? どうぞ。はい、ありがとうございました。これが長さの原型なんです。そう。それでここに火を起こしまして、それに刃金をつけてそちらで叩いて形を整えていく。Nhưng mà nhá, anh tưởng tượng như nãy giờ tụi mình chỉ đứng trong đây thôi, mà kiểu rất là nóng. Rất là nóng mà mồ hôi nhễ nhại luôn mà. Các bác ở đây mà các bác còn đúc lò rèn các thứ nữa thì chắc chắn là cực kỳ nóng luôn á. Thật sự là cực. Bà ơi, bà có thể cho con hỏi thêm là ông của mình đã mất được bao lâu rồi mà? 今年で19年になります。ああ。ああ。だからうちの人が亡くなって、もうこうして皆さんが見えてくださるお客さんが感動してるんです。
À, vậy bây giờ là bà ở với ai ạ? Tại con thấy hình như là ở đây rất là im lặng. Ừ, chị thì bài mắm ở sức khó khứa. Tụi mong có tụi mặt. Vậy bây giờ mọi người đã đi đâu rồi ạ? Tại con thấy chỉ có một mình bà ở nhà thôi. Ít chung như xin đi mắc kê đồ mà kêu hát tham tham gia kêu tay cây ngạt thì gà kê đê ra. Vậy là gia đình đi xem đấu bóng chày rồi, chỉ có một mình bà ở nhà để có thể bán dao thôi. Bà ấy không biết là trong kia có một cái nón ạ, không biết là cái nón đấy có phải là của ông ngày còn sống hay dùng không bà? Mắc kính nữa. その時の亡くなったママのこれ使ってたものなんです。Nó là một cái kỷ vật mà kiểu bà kiểu muốn giữ lại còn trưng ở đây. Vâng ạ, con cảm ơn bà vì ngày hôm nay bà đã chia sẻ những cái câu chuyện của gia đình bà và cũng như là những cái kỷ niệm của bà đối với ông. Dạ con cảm ơn bà rất là nhiều.